Thưa quý vị, vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm luôn là mối quan tâm lớn của toàn xã hội. Lo ngại cho sức khỏe của mình cũng như các thành viên trong gia đình, nhiều người đã tỏ ra khá băn khoăn trong khâu lựa chọn thực phẩm ăn uống hàng ngày, nhất là các loại thực phẩm đông lạnh. Vậy lựa chọn thực phẩm đến từ đâu, thương hiệu nào để đảm bảo uy tín chất lượng? Hãy cùng chúng tôi đi tìm câu trả lời trong phóng sự sau đây. Nhanh chóng, tiện lợi, tiết kiệm thời gian chế biến mà vẫn mang tới hương vị thơm ngon là những ưu điểm nổi bật của các dòng thực phẩm đông lạnh. Tuy nhiên, để sự thuận tiện nhanh chóng đó trở nên an toàn, đảm bảo sức khỏe cho cả gia đình, thì người tiêu dùng cần tìm tới các thương hiệu uy tín, địa chỉ tin cậy. Với mong muốn mang tới cho người tiêu dùng Việt những sản phẩm thơm ngon, giàu giá trị dinh dưỡng, công ty trách nhiệm hữu hạn Vitelli đã ra đời. Đây được đánh giá là một trong những doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực thực phẩm với đa dạng các mặt hàng như sủi cảo nhân thịt heo, nhân tôm, Vitelli, nem chua rán, xúc xích, nem viên phô mai que, lạp xưởng tươi, rồi sụn non mang thương hiệu Vitelli. Để mang tới cho sản phẩm tốt nhất cho khách hàng về mặt chất lượng thì Vitelli ngay từ đầu đã đưa ra một cái thông điệp là phải làm thế nào đó để có một sản phẩm tốt. Thì những công việc đó, ví dụ như là về góc độ về nhân sự, ngoài tuyển dụng ra thì Vitelli sẽ có một hệ thống đào tạo cán bộ và công nhân viên về an toàn thực phẩm. Ngoài ra thì đối với nguyên liệu đầu vào thì chúng tôi tiến hành lựa chọn các nhà cung cấp mà có uy tín và sẽ tiến hành đánh giá định kỳ đối với nhà cung cấp. Và khi mà trong quá trình về sản xuất thì chúng tôi đều có những quy trình kiểm soát về chất lượng trong quá trình sản xuất, trong quá trình tiếp nhận nguyên liệu, trong quá trình bảo quản lưu kho và trong quá trình xuất hàng. Ngoài ra thì tất cả những hệ thống nhà xưởng rồi máy móc thì đều đều nhập khẩu từ nước ngoài. Với 100% là nguồn nguyên liệu sạch, tươi ngon, xuất xứ rõ ràng, được sản xuất trên dây chuyền hiện đại đạt chuẩn ISO 22000, công nghệ chuyển giao từ Hàn Quốc. Các sản phẩm của Vitelli đều đảm bảo mang tới chất lượng tốt nhất, ngon nhất với giá thành hợp lý nhất tới quý khách hàng. Công ty Vitelli sẽ tiếp tục nghiên cứu, phát triển và cho ra những sản phẩm thơm ngon, chất lượng, phù hợp với hương vị người tiêu dùng Việt Nam. Chúng tôi sẽ hỗ trợ phát triển đại lý, nhà phân phối, siêu thị và mở rộng các kênh bán hàng nhằm đưa sản phẩm Vitelli đến tận tay người tiêu dùng Việt Nam. Trong thời gian tới, chúng tôi nỗ lực phấn đấu để trở thành đơn vị sản xuất và cung cấp cái sản phẩm thực phẩm chất lượng hàng đầu. Hiện các sản phẩm của Vitelli đang được bán rộng rãi tại nhiều cửa hàng, siêu thị lớn nhỏ trên cả nước. Thực phẩm của tôi kinh doanh cũng được nhiều năm rồi. Tất cả các sản phẩm của tôi đều được tìm hiểu rất là kỹ trước khi nhập về bán, tại vì nó tạo được uy tín cho cửa hàng cũng như là giữ chân được khách hàng. Vitelli là một nhà cung cấp lớn, cung cấp cho chúng tôi rất là nhiều các sản phẩm. Khách hàng cũng phản hồi rất là nhiều, rất là ngon và hiện tại nhà tôi cũng ăn rất là nhiều, các cháu cũng rất là thích. Chính sách của Vitelli đối với các nhà đại lý thì đều hấp dẫn, vì thế mà doanh thu của chúng tôi cũng tăng đều. Để đảm bảo sức khỏe cho mọi thành viên trong gia đình, bên cạnh việc lựa chọn thực phẩm chất lượng, người tiêu dùng cần xây dựng chế độ ăn uống khoa học, cân bằng đầy đủ các nhóm chất dinh dưỡng thiết yếu.